giá rẻ và bản thành phần rất là ổn áp so với giá tiền. Với cái tầm giá của nó chỉ từ 100.000 cho tới dưới 200.000 thôi. Hi, welcome back. Mình cầm 1m88 và đây là YouTube channel của mình, 1m88 channel. Hi, cho các bạn đã chưa biết đến mình thì mình tên là Boo, mình làm video về beauty và đời sống. Và như thường lệ, ở nội dung của video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái brand mà tất cả những cái sản phẩm của cái brand này nó đều rất là rẻ luôn. Với cái tầm giá của nó chỉ từ 100.000 cho tới dưới 200.000 thôi thì mình tin là những cái sản phẩm này vẫn rất đáng để các bạn có thể đầu tư. Ok, và hãng này tính là Propeller. Một trong những điểm trừ đầu tiên của mình khi mà mình cầm hãng này lên đó là cái bao bì của nó tương đối xấu vì đây là một hãng local, một hãng nội địa. Các em bị trừ một điểm. Các bạn sẽ thấy một cái sự đặc trưng của Tena ở đây á, có nghĩa là bao bì của nó không được đầu tư chỉnh chu. Và mình đánh giá điều này làm cho sản phẩm mất đi tính cạnh tranh rất là nhiều. Khoa đã thấy và Khoa đã đánh giá. Nhưng mà được một cái, giá rẻ và bản thành phần rất là ổn áp so với giá tiền. Chúng ta sẽ cùng đi vô phân tích luôn. Ok, đầu tiên, đây là em gel rửa mặt có chứa phân tử bạc. Về bản thành phần em này thì em này chứa một cái hệ làm sạch không phải từ sulfate, nó rất là nhẹ dịu cho da. Đồng thời ở trong em này thì còn có chứa thêm phân tử bạc và salicylic acid nữa để bạc sừng và kháng viêm. Cái độ làm sạch của em này thì thật ra là mình thấy nó làm sạch tương đối nhẹ dịu, nó không có làm sạch quá sâu. Nhưng mà nếu như bạn nào là da dầu sẽ cảm thấy là em này kiểu làm sạch chưa đủ. Vì vậy cái độ làm sạch của nó mình sẽ đánh giá ở mức 7 đến 7.5. Nhưng mà em này sẽ cực kỳ phù hợp luôn cho các bạn có trường hợp là mụn sưng viêm nè, da của các bạn đang nhạy cảm, tương đối nhạy cảm, vân vân, thì em này lại vô cùng phù hợp. Tại vì nó không làm khô da của bạn mà nó mang cái đặc tính kháng viêm khá là nhiều. Khi mà mình bỏ em này ra tay và thêm một chút nước thì cái khả năng tạo bọt của nó cũng chỉ ở mức tương đối thôi, nó không nhiều, thậm chí là nó còn dưới mức trung bình nữa cơ. Vì vậy mình vẫn đánh giá em này sẽ phù hợp cho các bạn nào có làn da dầu, làn da nhạy cảm, làn da có mụn sưng viêm. Nhưng mà với cái giá của nó thì mình nghĩ là các bạn đầu tư được nha. Ok, một trong những cái em khác là em chấm mụn kẽm. Thì thật ra là em chấm mụn kẽm này nó đã quá nổi trội rồi. Mình đã review nó rất là nhiều. Về cơ bản một ít thông tin của nó và những cái hoạt chất của nó và tác dụng của nó thì mình sẽ để ở đây để mình tránh cái việc mình lặp lại quá nhiều làm cho các bạn cảm giác đến nhàm chán. Nhưng mà em này có một cái ưu điểm, đó là các bạn hoàn toàn có thể chấm từ lúc mà bạn mới mọc cái mụn cho đến khi mà cái mụn các bạn xẹp luôn, bạn có thể chấm liên tục luôn mà nó không làm chai cái mụn của bạn. Mình thấy đây là một cái insight nó khá là hay. Đồng thời cái lớp bột đó nó có thể bảo vệ cái mụn của bạn, đồng thời nó có thể hút cái nhờn ra. Vì vậy mình rất là thích cái sản phẩm này. Nhưng mà sản phẩm này cũng sẽ tương đối, nó không được mạnh mẽ lắm một tí. Nhưng mà với cái giá của nó thì mình chấp nhận được nha. Với cái sản phẩm đó thì mình sẽ chấm nó là 8 điểm. Ok, và tiếp theo là mình sẽ có 3 em toner. 3 em toner này giá đều rất là hạt rẻ, chỉ có 100-120 nghìn cho một chai thôi. Và 3 em này sẽ khác nhau một tí. Nhưng mà đầu tiên, cơ bản nhất, nếu như mà các bạn chỉ nhìn như thế này thì nó sẽ rất là dễ nhầm lẫn. Vì vậy, chúng ta sẽ phân biệt dựa theo những cái vạch ở dưới. Ví dụ như chúng ta sẽ có một em toner ở dưới là có vạch xanh lá. Chúng ta sẽ có một em toner ở phía dưới là vạch tím. Và một em này là em turbo, thì em này sẽ không có cái vạch gì cả. Và mình sẽ phân tích cho các bạn. Đầu tiên là em turbo này sẽ chứa một cái tổ hợp azelo cộng với zinc C. Zinc C thì để kháng viêm nè, còn azelo thì hợp chất này nó là một cái sự kết hợp giữa azelaic acid với lại glycine, thì nó vẫn mang hiệu quả điều trị mụn nha. Nó tốt hơn là azelaic acid, mạnh mẽ hơn nhưng mà là ít tác dụng phụ hơn. Vì vậy mình khá là thích em này. Cơ bản thì em này nó chỉ chứa hai hoạt chất như vậy thôi. Và mình thấy là em này sẽ phù hợp nhất với các bạn nào có làn da từ làn da dầu cho tới làn da hỗn hợp thiên khô. Thật ra là mình thấy bạn nào xài em này cũng được, tại vì cái chất em này nó rất là lỏng. Nó chỉ mang đặc tính là nó bổ sung thêm cái hoạt chất và nó cân bằng lại ở bề mặt da một tí thôi, chứ về khả năng cấp ẩm thì em này cũng không cao. Vì vậy các bạn dùng em này như là một em toner treatment bổ trợ khá là ok. Rồi ok, hai em này sẽ tương đối giống nhau một tí, tại vì hai em này đều chứa BHA và chiết xuất từ vỏ cây liễu trắng để hỗ trợ các bạn kháng viêm. Nhưng mà sẽ khác nhau một tí ở những cái hoạt chất khác. Thì ví dụ như là em vạch xanh và em vạch tím này nó khác nhau như thế nào thì mình sẽ list cụ thể hơn cho bạn vào một cái frame. Nhưng mà về cơ bản cái đánh giá của mình nha, 3 em toner này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng rất bình thường, tại vì cái công dụng của nó ở trên da mình cảm thấy nó tương đối na ná nhau.
Vì vậy, nếu như mà các bạn nào mà quá kỹ tính thì bạn có thể đọc trên cái công dụng của nó và đọc trên bảng thành phần của nó, xem là da của chúng ta nó đang cần hoạt chất gì, hoặc là nó đang cần cái nhu cầu gì để các bạn mua. Hoặc là các bạn có thể mua theo sự hướng dẫn của người bán hoặc là nhà sản xuất chẳng hạn, vân vân. Nhưng mà mình thấy ba em này được một cái là giá chỉ có 120.000 cho 100ml. Giá này là rẻ, mình chấp nhận được. Cái thứ hai là cái chai này của nó, cái nắp nó bảo vệ nó cũng khá là tốt nè. Có nghĩa là nó không có bị dễ quá mở ra, nhưng mà như thế này cũng rất là tiện tại vì cũng không phải là xoay. Đây là một điểm mình đánh giá tốt. Chỉ là cái bao bì của nó thì nó không được đẹp lắm. Nói chung là bây giờ sản phẩm thì cũng tương đối ổn. Thì với cái giá này mình nghĩ là các bạn học sinh sinh viên hoàn toàn có thể đầu tư được nha. Ok, cái em cuối cùng mà mình muốn nói cho các bạn, đây là em Cream SOS. Thật ra là cái kem này là một cái em kem dưỡng mà mình nghĩ các bạn da dầu mụn sẽ cực kỳ thích luôn. Ở trong em này thì nó sẽ chứa chiết xuất là bột ngô nè, tiếp theo nó sẽ chứa kaolin, chứa zinc PCA, chứa salicylic acid, chứa tea tree. Thật ra là nghe chứa những cái thành phần đó là các bạn sẽ biết là nó hút dầu của các bạn rất là nhiều. Thì da dầu mụn cực kỳ thích sản phẩm này. Tiếp theo đó nó có salicylic acid, da có mụn ẩn hoặc là bít tắc nang lông sẽ rất là thích. Ở trong này có tea tree, vì vậy da mà có bị mụn sưng viêm thì cũng khá là thích sản phẩm này. Đây là một em kem dưỡng có thể dùng cho toàn mặt được nha. Nhưng mà mình thấy là một vài người bán hoặc là một vài bạn mua sản phẩm này thì thường chỉ hay chấm lên nốt mụn thôi. Thì cái này là sai. Có một vài sản phẩm ví dụ như Duo Cộng hoặc là cái Adema Perfect ấy, thì đó là những cái sản phẩm kem dưỡng dành cho da dầu mụn có thể dùng được cho toàn mặt. Mà các bạn trước giờ các bạn dùng sai, các bạn chỉ chấm lên nốt mụn thôi ấy, thì mình thấy nó khá là phí. Bạn nào mua em này hoàn toàn có thể sử dụng được cả toàn mặt nha. Và cái tác dụng của nó khi hút dầu mình thấy nó rất là rõ ràng. Về cái hệ bảo quản của nó thì bây giờ nó cũng đã chuyển qua là hệ paraben rồi, cũng không có gì để nói hết. Nhưng mà được một cái là giá rất là rẻ, đồng thời thiết kế là đồ pump. Vì vậy mình thấy là cái sản phẩm này các bạn hoàn toàn có thể đầu tư được, không có vấn đề gì hết. Thật ra thì cái hãng này sẽ còn thêm nhiều sản phẩm khác nữa, ví dụ như là toner khác hoặc là sữa rửa mặt khác. Nhưng mà với quan điểm của mình, với cái giá 120.000 của nó và với cái bảng thành phần của nó, các bạn hoàn toàn có thể đầu tư. Thậm chí là cái line phân tử bạc này mình thấy nó rất là hay. Kể cả là cái chai xịt khoáng hay là cái chai toner thì niacinamide đều đứng ở vị trí rất là cao trong bảng thành phần. Chỉ có em này là không có niacinamide thôi. Em toner hay em xịt khoáng, niacinamide nó xếp ở vị trí thứ hai trong bảng thành phần. Một tỷ trọng rất là cao mà từ trước giờ mình khá là hiếm thấy. Với một cái giá 120.000 thì mình hoàn toàn không đòi hỏi gì hơn. Với mình thì mình đánh giá đa số các sản phẩm này đều sẽ được khoảng từ 7 điểm đến 8 điểm đến 8 điểm rưỡi, nếu mà xét luôn chi phí giá vô. Vì vậy mình thấy là những sản phẩm này các bạn da dầu mụn có thể đầu tư được. Ok, và nội dung của video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng những cái chia sẻ của mình về những cái sản phẩm này sẽ giúp cho các bạn có thể tìm thấy những cái sản phẩm giá rẻ hơn phù hợp với nhu cầu của các bạn nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Bye bye.